Quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 40 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và qua phần diễn đọc của Lan Thi và Kim Hà. Nhật ký 1448. Con hãy viết và nói về lòng thương xót của cha. Con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự an ủi nơi đâu. Ở tòa án xót thương của cha, tức là tòa cáo giải. Ở đó, những phép lạ lớn lao nhất hằng xảy ra và không ngừng được tái diễn. Để hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này, không cần phải hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả. Chỉ cần có đức tin và đến sấp mình dưới chân vị đại diện của cha, kể lể nỗi khốn cùng của mình cho Ngài, và phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ được biểu dương sung mãn. Cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa, xét về phương diện nhân loại, không còn hy vọng hồi sinh và mọi sự coi như đã tiêu tan. Thế nhưng, với Thiên Chúa thì khác. Phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Ôi, thương hại thay cho những ai không biết lợi dụng phép lạ của lòng nhân lành Thiên Chúa. Dù vô ích, con cũng hãy kêu gọi. Nếu không, sẽ quá muộn. Nhật ký 1449, ngày 1 tháng Giêng năm 1938. Chúc mừng năm mới. Xin chào ngươi. Trong khoảng thời gian này, sự hoàn thiện của tôi sẽ được nên chọn. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa trước về mọi điều lòng nhân lành Chúa sẽ gửi đến cho con. Cảm tạ Chúa về chén đau khổ con sẽ được uống hàng ngày. Lạy Chúa, xin đừng giảm bớt vị đắng, nhưng hãy thêm sức cho môi con, để khi nhấp chén đắng này, con vẫn biết mỉm cười trong tình yêu Chúa là tôn sư của con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ vì vô vàn an ủi và ân sủng Chúa trào độ cho con, mỗi ngày như sương mai, lặng lẽ, không nhận thấy được trước những con mắt tò mò, nhưng chỉ mình Chúa và con biết được mà thôi. Vì tất cả điều ấy, con xin cám tạ ngay hôm nay, bởi vì trong lúc Chúa trao chén đắng cho con, biết đâu tâm hồn con không thể cảm tạ Chúa. Nhật ký 1450. Ôi lạy Chúa, vì thế ngay hôm nay, con xin phó chót mình con và yêu mến chấp nhận thánh ý Chúa. Những định lệnh của Chúa vô cùng khôn ngoan, lúc nào cũng dịu dàng và nhân ái đối với con, mặc dù đôi khi con không thể hiểu ra, cũng không thể dò thấu. Lạy tôn sư của con xin chọn niềm suy phục Chúa là hoa tiêu của hồn con. Xin hãy điều hướng con theo những ước muốn linh thánh của Chúa. Con xin vùi sâu bản thân con trong trái tim rất hay thương xót của Chúa, một đại dương nhân ái vô tận. Nhật ký 1451. Tôi đang kết thúc năm cũ trong đau thương và khởi đầu một năm mới cũng trong thương đau. Hai ngày trước, tôi đã phải nằm bệnh viện. Tôi đang cảm thấy quá yếu nhược và một cơn ho rũ rượi đã làm kiệt sức tôi. Ngoài ra, trong ruột còn có một cơn quặn đau triền miên và chứng buồn nôn đã đưa tôi đến chỗ rã rời. Vì không thể tham dự giờ kinh cộng đoàn, nên tôi chỉ hợp lòng khi các chị em thức dậy lúc 11 giờ đêm để canh thức và đón chào năm mới. Tôi vẫn quằn quại trong cơn đau suốt từ chập tối đến tận nửa đêm. Tôi liên kết đau khổ của tôi với kinh nguyện của chị em đang canh thức trong nhà nguyện, để đền tạ Thiên Chúa vì những xúc phạm của các tội nhân. Nhật ký 1452. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, linh hồn tôi đắm chìm trong tịnh hiệp và được nghe lời này:
Hỡi con nhỏ của cha, đừng sợ hãi, vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu can trường, vì cánh tay cha đang nâng đỡ con. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn. Thúc giục họ hãy tín thác vào lòng thương xót của cha, vì đó là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau. Sau những lời ấy, tôi được hiểu biết hơn về lòng ái tuất của Chúa. Chỉ có linh hồn nào muốn trầm luôn mới bị trầm luôn, vì Thiên Chúa không kết án một ai. Nhật ký 1453. Hôm nay là lễ tân niên. Sáng nay tôi cảm thấy quá yếu nhược nên không sang phòng bên cạnh để hiệp lễ. Tôi không thể đi dự thánh lễ vì cảm thấy quá yếu bệnh, và đành dâng lời tạ ơn trên giường. Tôi rất muốn đi dự thánh lễ và sau đó xưng tội với cha Andras, nhưng cảm thấy rã rời quá nên không thể đi lễ mà cũng chẳng xưng tội được. Và vì thế, linh hồn tôi đã đau đớn vô cùng. Sau giờ điểm tâm, chị y tế nữ tư Christostom đến và hỏi: "Chị ơi, tại sao chị không dự lễ?" Tôi trả lời không đi nổi. Chị ấy lắc đầu ngao ngán và nói: "Lễ trọng đến thế, chị ơi, thế mà chị không chịu đi dự lễ." Rồi chị ấy ra khỏi phòng. Tôi đã nằm liệt giường suốt 2 ngày, quằn quại trong đau đớn. Chị ấy không đến thăm. Đến ngày thứ 3, chị ấy mới đến, không hỏi xem tôi có sức trỗi dậy được không, nhưng khiêu khích chất vấn tại sao tôi không đi lễ. Khi ở một mình, tôi đã cố gắng trỗi dậy, nhưng bị cơn bệnh bám riết, thành ra tôi đành nằm lại trên giường với lương tâm thanh thản. Tuy nhiên, tâm hồn tôi có nhiều điều để dâng cho Chúa và kết hợp thiêng liêng với người trong thánh lễ thứ 2. Sau thánh lễ thứ 2, chị y tế lại trở lại với tôi, nhưng lần này với khả năng chuyên môn của người coi y tế và một chiếc nhiệt kế, tôi không bị sốt, mặc dù bệnh rất trầm trọng và không thể dậy nổi. Thế là lại thêm một bài nữa, chị dạy tôi đừng nên đầu hàng trước bệnh tật. Tôi trả lời cho chị rằng, tôi biết, ở đây chỉ được coi là bệnh nặng khi đã lâm cơn hấp hối sau cùng. Tuy nhiên, vì biết chị ấy sắp sửa giảng thêm cho một bài nữa, nên tôi nói thêm lúc này tôi chưa cần được hun đúc lòng sốt sáng. Và một lần nữa, tôi còn lại một mình trong phòng. Tâm hồn tôi tan nát trong sầu muộn, cay đắng đầy ứ linh hồn, tôi lặp đi lặp lại lời này. Năm mới ơi, xin chào, chén đắng ơi, xin chào. Lạy Chúa Giêsu của con, tâm hồn con hăm hở đón chờ Chúa, nhưng gánh nặng bệnh tật không cho phần xác con đến tham dự giờ kinh cộng đoàn, và con bị nghi ngờ là đồ biến nhát. Những đau khổ của con vì thế mà tăng thêm. Sau bữa tối, mẹ bề trên Irene ghé qua một lúc, nhưng rồi lại đi ngay. Tôi định nhờ mời cha Andres đến phòng để giải tội cho tôi, nhưng đành hãm lại vì 2 lý do. Thứ nhất, đừng tạo dịp sầm xì như đã xảy ra về việc đi lễ. Và thứ hai, tôi cũng không thể cáo mình bởi vì tôi sẽ òa lên khóc như một đứa trẻ mà thôi. Một lúc sau, một chị khác lại đến và của trách. Này chị, có ít sữa và bơ trong lò kìa, sao không chịu uống đi? Tôi đáp rằng không ai lấy giùm cho tôi cả. Nhật ký 1454. Khi màn đêm buông xuống, những đau đớn phần xác càng dữ dội, cộng thêm với nỗi thương đau tinh thần, đêm tối và đau khổ. Cái tĩnh mịch của bóng đêm đã cho tôi được đau khổ một cách tự do. Thân xác tôi chịu căng trên thập giá. Tôi dãy giụa trong đau đớn dữ dội cho đến 11 giờ đêm. Trong tâm trí, tôi đến nhà tạm và mở bình thánh ra, tựa đầu vào bình thánh
và tất cả nước mắt lặng lẽ ràn rụa vào trái tim đấng duy nhất hiểu biết thương đau và khổ ải là thế nào. Tôi cảm nghiệm được sự ngọt ngào của đau khổ. Linh hồn tôi càng ước ao cơn thống khổ ngọt ngào này, và có lẽ tôi sẽ không đánh đổi để lấy tất cả những kho báu trần thế. Chúa ban cho tôi sức mạnh tinh thần và đức ái đối với những người đã tạo nên những đau khổ này. Đó là ngày đầu tiên của năm mới. Nhật ký 1455. Cũng trong ngày hôm nay, tôi cảm thấy một linh hồn tốt lành. Có lẽ cha Sopoko hoặc cha Andras đang cầu nguyện cho tôi và trong tinh thần đang ban cho tôi phúc lành linh mục của Ngài. Tôi đáp lại bằng cách cầu nguyện tha thiết cho Ngài. Nhật ký 1456. Lạy Chúa rất đáng mến. Chúa khoan nhân biết bao khi phán xét mỗi người theo lương tâm và nhận thức của họ, chứ không theo lời nói của người đời. Tâm trí con vui mừng và càng ngày càng sống sự khôn ngoan của Chúa. Sự khôn ngoan con đang được thấu hiểu mỗi ngày một hơn, và nhờ đó, lòng thương xót Chúa cũng ngày càng tỏ hiện với con hơn. Lạy Chúa Giêsu của con, lạy Thiên Chúa của con, tác động của tất cả tri thức này nơi linh hồn con là con đang được biến đổi thành một ngọn lửa tình yêu cho Chúa. Nhật ký 1457. Ngày 2 tháng 1 năm 1938. Hôm nay, khi tôi đang dọn mình hiệp lễ, Chúa Giêsu truyền cho tôi phải ghi chép nhiều hơn nữa, không những về các hồng ân ban cho tôi, mà còn về những vấn đề bên ngoài nữa, và điều này để an ủi nhiều linh hồn. Nhật ký 1458. Sau đêm thống khổ ấy, khi linh mục là cha Matt Zenger cùng với Chúa Giêsu đến phòng tôi, niềm sốt sắng tràn ngập toàn thể hữu thể tôi, đến nỗi tôi cảm thấy nếu vị linh mục chậm chạp hơn một chút nữa, có lẽ chính Chúa Giêsu sẽ nhảy xuống khỏi tay Ngài để đến với tôi. Nhật ký 1459. Sau khi hiệp lễ, Chúa phán với tôi: Nếu linh mục không đưa cha đến với con, thì chính cha đã đích thân đến dưới hình thánh thể như vậy. Hỡi ái nữ của cha, những đau khổ trong đêm vừa qua của con đã sắm được ân sủng lòng thương xót của cha cho rất đông các linh hồn. Nhật ký 1460. Hỡi ái nữ của cha, cha có điều này muốn nói với con. Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy phán dạy, vì con khát khao những lời của Chúa. Điều Phật ý cha là con đã không chịu mời cha Andras đến giải tội trong phòng chỉ vì sợ chị em xầm xì. Con hãy biết rằng vì điều ấy mà con làm cớ cho họ xầm xì hơn nữa. Tôi hạ mình khiêm cung khẩn nài Chúa tha thứ. Lạy tôn sư của con, xin hãy quở trách con. Xin đừng làm ngơ trước những sai lỗi của con, và đừng để con lầm lạc. Nhật ký 1461. Ôi Chúa Giêsu của con, khi bị hiểu lầm và linh hồn giữa cơn sầu đắng, con muốn được ở một mình với Chúa một lúc. Những lời của người đời chẳng đem lại cho con niềm an ủi. Lạy Chúa, xin đừng gửi đến cho con những sứ giả như thế, vì họ chỉ nói về họ và những điều bản tính tự nhiên của họ thúc đẩy mà thôi. Những người an ủi như thế chỉ làm cho con thêm mệt mỏi. Nhật ký 1462. Ngày 6 tháng 1 năm 1938. Hôm nay, khi linh mục tuyên úy
cha Theodore, kiệu Chúa Giêsu đến, một luồng sáng phát ra từ bánh thánh chiếu vào trái tim tôi và làm tôi no thỏa trong ngọn lửa sốt mến. Chúa Giêsu dạy tôi hãy đáp ứng những soi động của ân sủng trung thành hơn, và sự cảnh tỉnh của tôi phải tinh tế hơn nữa. Nhật ký 1463. Chúa cũng cho tôi biết có nhiều vị giám mục đang cứu xét vấn đề ngày đại lễ. Có cả một người giáo dân nữa, một số vị nhiệt thành với công cuộc của Chúa, trong khi một số khác lại không tin. Nhưng dù sao, kết quả vẫn là vinh quang cho công cuộc của Thiên Chúa. Mẹ Irene và mẹ Mary Joseph đang sửa soạn một bản tường trình cho các vị giáo quyền. Hai ngài cũng bị chất vấn, nhưng không phải về công việc, cho bằng về cá nhân tôi. Đối với chính công việc thì không có gì nghi ngờ, vì vinh quang Thiên Chúa hiện đang được trao truyền. Nhật ký 1464. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn. Tôi vui mừng vì có thể suy ngẫm trong giờ thánh. Lúc đó tôi nghe được lời này: con không khỏe đâu, đừng trì hoãn việc chịu bí tích cáo giải, như vậy là phiền lòng cha. Con đừng lưu tâm đến những lời sầm xì của những người chung quanh. Lời này làm tôi ngạc nhiên, vì hôm nay tôi đã cảm thấy khỏe hơn. Nhưng tôi không nghĩ gì thêm. Khi một chị tắt đèn đi, tôi liền làm giờ thánh. Nhưng chỉ sau một lúc, tim tôi đã thấy có vấn đề. Tôi đau đớn đến tận 11 giờ đêm. Và lúc ấy, tôi cảm thấy quá yếu nhược nên đánh thức chị Anne, có lẽ nữ tu Fabiola cùng phòng, và chị đem cho tôi một ít nước làm tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm nên có thể nghỉ ngơi. Giờ đây, tôi đã hiểu lời cảnh báo của Chúa. Tôi quyết định ngày hôm sau sẽ mời một linh mục nào đó để thổ lộ tất cả những bí nhiệm linh hồn với Ngài. Nhưng chưa hết, trong lúc tôi đang cầu nguyện cho các tội nhân và dâng mọi đau khổ cho họ, thần dữ đã không thể chịu nổi. Nhật ký 1465. Hắn hiện nguyên hình và nói: mày đừng cầu nguyện cho các tội nhân, nhưng cho chính mày, vì mày sẽ bị trầm luân. Không lưu ý đến lời Satan, tôi tiếp tục sốt sắng gia tăng lời cầu nguyện cho các tội nhân. Thần dữ chu chếu cuồng nộ: ồ, ước gì tao có quyền trên mày. Rồi biến đi. Tôi thấy đau khổ và lời cầu nguyện của tôi đã xiềng trói được Satan và cứu thoát nhiều linh hồn khỏi nanh vuốt của hắn. Nhật ký 1466. Lạy Chúa Giêsu, người yêu của phần rỗi nhân loại, xin lôi kéo mọi linh hồn đến cùng sự sống thần linh của Chúa. Ước chi sự cao cả lòng thương xót Chúa được chúc tụng ở đời này và đời sau chẳng cùng. Ôi đấng yêu thương vĩ đại của các linh hồn, đấng với lòng trắc ẩn đã khai mở những suối nguồn thương xót, lợi ích để các linh hồn yếu đuối được sức mạnh trong cuộc lữ hành đời này. Lòng thương xót Chúa dàn trải suốt cuộc đời chúng con như một sợi chỉ vàng và gìn giữ mối liên lạc tốt lành giữa chúng con với Thiên Chúa. Vì Chúa không cần bất cứ gì làm cho Chúa hạnh phúc, nên tất cả chỉ là các công việc do lòng thương xót của Chúa mà thôi. Các giác quan con sững sờ trong vui mừng khi Chúa cho con hiểu biết hơn về ưu phẩm cao trọng của Chúa. Đó là lòng thương xót vô biên. Nhật ký 1467. Ngày 7 tháng 1,
năm 1938, thứ sáu đầu tháng, sáng nay trong giờ thánh lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Cứu Thế khổ đau một lúc. Điều làm tôi ngạc nhiên là Chúa Giêsu thật bình thản giữa những thống khổ tột cùng của người. Tôi đã hiểu đây là một bài học cho tôi về thái độ phải giữ bên ngoài giữa những đau khổ tư bề của tôi. Nhật ký 1468. Trong một lúc khá lâu, tôi cảm thấy đau buốt nơi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn. Sau đó, tôi nhìn thấy một tội nhân được lợi ích nhờ những đau khổ của tôi và trở nên thân thiết với Chúa. Tất cả điều này là vì các linh hồn để họ khỏi phải chết vì đói lạ. Nhật ký 1469. Hôm nay, tôi đi xưng tội với cha tuyên úy, cha Theodore. Qua vị linh mục, Chúa Giêsu đã an ủi linh hồn tôi. Ôi giáo hội của Thiên Chúa, hiền mẫu thực sự của tôi, người mẹ hằng cảm thông với con cái. Nhật ký 1470. Ôi, thật may lành biết bao, vì Chúa Giêsu sẽ phán xét chúng ta theo lương tâm của chúng ta, chứ không phải theo dị nghị hay xét đoán của người đời. Ôi, đấng tốt lành vô biên, con thấy Chúa đầy lân ái trong chính hành vi phán xét của Chúa. Nhật ký 1471. Mặc dù đang yếu nhược và bản tính tự nhiên gào lên đòi nghỉ ngơi, nhưng tôi cảm thấy ân sủng soi động tôi, hãy cố gắng ép mình để viết. Viết để an ủi các linh hồn, những người tôi hết lòng yêu thương và chia sẻ mọi sự với họ trong cõi muôn đời. Tôi tha thiết mong ước cho họ được sự sống đời đời. Vì thế, tôi dùng tất cả thời giờ rảnh rỗi, cho dù rất vắn vỏi, để ghi chép theo cách Chúa Giêsu đã muốn. Nhật ký 1472, ngày 8 tháng 1, trong giờ dâng lễ, tôi được biết nhiều hơn về cha Sopocco qua sự hợp tác giữa ngài và tôi. Danh Chúa được cả sáng hơn, mặc dù xa cách, nhưng ngài và tôi vẫn thường liên kết với nhau vì được hợp nhất trong cùng một mục đích chung. Nhật ký 1473. Lạy Chúa Giêsu là niềm khát khao độc nhất của con. Hôm nay con muốn tiếp đón Chúa với hết niềm sốt sắng. Thế mà linh hồn con lại rơi vào cảnh khô khan hơn bao giờ hết. Đức tin của con triển nở trong sức mạnh. Và vì vậy, lạy Chúa, thành quả việc Chúa đến sẽ sung mãn đầy tràn, mặc dù nhiều lần Chúa viếng thăm mà không chạm đến các giác quan và chỉ ngự trị ở phần thượng của con. Nhưng đôi khi các giác quan cũng được hân hoan khi Chúa đến. Nhật ký 1474. Tôi thường xin Chúa Giêsu ban cho tôi một trí năng được đức tin soi dẫn. Tôi trình bày ước nguyện này với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trí năng thông sáng, vì chỉ có thế con mới hiểu biết Chúa được nhiều hơn. Càng hiểu biết Chúa, con sẽ càng yêu mến Chúa nồng nàn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trí năng mạnh mẽ, để con hiểu biết những vấn đề thánh thiện và cao cả. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trí năng sắc bén, để con hiểu biết về yếu tính thần linh và đời sống nội tại của Chúa là đời sống tam vị nhất thể.
xin ban cho trí năng con những khả năng và thiên hướng này qua ân sủng đặc biệt của Chúa. Mặc dù con biết có một khả năng của ân sủng mà giáo hội ban cho con, nhưng vẫn còn một kho tàng các ân sủng mà Chúa sẽ ban. Lạy Chúa, khi chúng con nài xin Chúa, nhưng nếu thỉnh nguyện này của con không đẹp lòng Chúa, thì con nài xin Chúa đừng ban cho con khuynh hướng cầu nguyện như vậy nữa. Nhật ký 1475. Tôi cố gắng sống hoàn thiện để trở nên hữu ích cho giáo hội. Mối liên đới giữa tôi với giáo hội thật bền chặt. Sự thánh thiện hoặc sa đọa của mỗi linh hồn đều tác động đến toàn thể giáo hội. Quan sát bản thân mình và những người chung quanh, tôi đã hiểu ra tầm ảnh hưởng của tôi đối với các linh hồn lớn lao như thế nào. Không những hành vi anh hùng, vì những hành vi này tác động thẳng vào họ, nhưng cả những hành vi nhỏ bé, chẳng hạn như một cử động của bàn tay, một cái nhìn và vô số các việc khác không kể xiết, đều có ảnh hưởng và phản chiếu trên các linh hồn khác, như chính tôi đã nhận ra. Nhật ký 1476. Ôi luật dòng chúng tôi thật chính đáng khi buộc phải giữ thinh lặng ngặt trong phòng ngủ, các phòng tập thể, và không cho chúng tôi lưu lại trong đó trừ khi tuyệt đối cần thiết. Hiện giờ tôi sống trong một phòng nhỏ chung với một chị khác, nhưng khi yếu bệnh và nằm liệt trên giường, tôi thấy thật khó chịu khi có người lúc nào cũng ngồi trong phòng ngủ. Chị Anne làm một số việc thủ công và hầu như lúc nào cũng ngồi trong phòng, còn chị S lại đến để chỉ dẫn. Thật khó mà tả hết điều ấy làm tôi mệt nhọc như thế nào, đặc biệt khi yếu bệnh và sau một đêm đau đớn, mỗi tiếng nói đều vang động vào một chỗ nào đó trong não bộ, nhất là khi mắt đã nặng vì buồn ngủ. Ôi luật dòng, trong đó có biết bao đức ái. Nhật ký 1477. Trong giờ kinh chiều, khi hát đến câu "Người đã vung cánh tay uy quyền" trong kinh Magnificat, một trạng thái tịnh hiệp sâu lắng bao phủ linh hồn tôi, và tôi hiểu Chúa sẽ nhanh chóng thực hiện công cuộc của Người nơi linh hồn tôi. Giờ đây, tôi không còn ngạc nhiên vì Chúa đã không tỏ rõ mọi sự cho tôi ngay từ ban đầu. Nhật ký 1478. Lạy Chúa Giêsu, tại sao hôm nay Chúa buồn phiền thế? Xin cho con biết ai đã là nguyên nhân nỗi buồn của Chúa. Và Chúa Giêsu trả lời cho tôi: các linh hồn ưu tuyển thiếu tinh thần của Cha, những người sống theo chữ nghĩa và đã đặt chữ nghĩa trên tinh thần của Cha, trên tinh thần đức ái. Cha đã thiết lập tất cả bộ luật của Cha trên đức ái. Tuy nhiên, Cha không thấy đức ái, ngay cả trong các dòng tu. Đó là lý do nỗi buồn phiền tràn ngập trái tim Cha. Nhật ký 1479. Lạy Chúa Giêsu của con, trong cay đắng và đau đớn kinh hồn, con vẫn cảm được cái nưng niu của Thánh Tâm Chúa. Như một người mẹ, Chúa áp con vào lòng, và thậm chí hiện nay, Chúa cho con cảm nghiệm những gì bức màn che khuất. Lạy Chúa Giêsu của con, trong hoang mạc và kinh hoàng chung quanh đây, trái tim con vẫn cảm thấy ánh nhìn ấm áp của Chúa, điều mà không dông tố nào có thể mờ xóa khỏi con, vì Chúa ban cho con sự đảm bảo về tình yêu lớn lao của Chúa. Ôi Thiên Chúa!
lạy Chúa Giêsu của con, giữa những khốn cùng bi thương của kiếp sống này, Chúa chiếu sáng như một vì sao. Lạy Chúa Giêsu, bảo vệ con khỏi bị tiêu trầm. Và cho dù những khốn nạn của con kinh khủng, con vẫn chọn niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân trong cuộc chiến giờ sau hết của con, ước chi ân sủng toàn năng Chúa trào xuống cho hồn con, để giờ phút lâm chung, con có thể ngước nhìn Chúa và được thấy Chúa nhãn tiền như các phúc nhân thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu của con, giữa những hiểm nguy bao quanh con đây, con bước trong đời giữa tiếng reo mừng, đầu ngẩng hiên ngang, bởi vì lạy Chúa Giêsu, trước trái tim đầy yêu thương của Chúa, mọi quân thù sẽ bị nghiền nát, mọi bóng tối đều bị xua tan. Nhật ký 1480. Lạy Chúa Giêsu, xin vùi giấu con trong lòng thương xót của Chúa và che chở con chống lại tất cả những gì làm linh hồn con hoảng sợ. Xin đừng để lòng tín thác của con nơi tình thương Chúa phải bẽ bàng. Xin bảo vệ con bằng quyền toàn năng thương xót Chúa và phán xét con một cách nhân từ. Nhật ký 1481. Hôm nay trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng sát bên bàn quỳ của tôi, dường như Chúa khoảng chừng một tuổi, và người đòi tôi bồng ẵm. Khi tôi đã ẵm Chúa trên tay, người rúc sát vào lòng tôi và nói: thật thích thú được gần bên trái tim con. Mặc dù Chúa nhỏ bé, nhưng con biết Chúa là Thiên Chúa. Tại sao Chúa lại mặc hình một con trẻ bé bỏng thế này để kết nghĩa thân thiết với con? Bởi vì Cha muốn dạy con đường thơ ấu thiêng liêng. Cha muốn con hãy thật nhỏ bé. Khi con sống bé nhỏ, Cha sẽ đưa con đến sát gần trái tim Cha, giống như lúc này con đang ẵm Cha sát bên trái tim con vậy. Lúc ấy, tôi còn một mình, nhưng không ai có thể nhận ra những xúc cảm nơi tâm hồn tôi. Tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa, như một miếng bọt được ném vào giữa biển khơi. Nhật ký 1482. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con đã chịu rất nhiều phiền sầu vì nói lên sự thật. Ôi, sự thật thường xuyên bị chèn ép, hầu như lúc nào cũng đội một chiếc mão gai. Ôi, đấng chân lý hằng hữu, xin nâng đỡ để con kiên cường nói lên sự thật, cho dù có phải trả giá bằng mạng sống mình. Lạy Chúa Giêsu, thật khó mà tin được điều này khi người ta dạy một đàng nhưng lại sống một nẻo. Nhật ký 1483. Lý do là vì trong ngày tĩnh tâm, sau khi suy ngẫm thật cặn kẽ về cuộc đời, con đã quyết định nhìn thẳng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, mẫu gương tuyệt hảo nhất của con. Ôi, cõi đời đời là nơi sẽ tỏ hiện nhiều bí ẩn và làm sáng tỏ mọi sự thật. Nhật ký 1484. Ôi bánh thánh hằng sống, xin Chúa nâng đỡ con giữa chốn khách đầy này, để con được mạnh sức trung thành theo bước đấng cứu độ. Lạy Chúa, con không xin Chúa cất con khỏi thập giá, nhưng nài xin Chúa ban cho con sức mạnh để kiên trì trên đó.
con muốn bị căng thay trên thập giá như Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con muốn tất cả những khổ hình và đau đớn mà Chúa đã chịu, con muốn uống cạn chén đắng. Nhật ký 1485. Lòng nhân lành Thiên Chúa, lòng thương xót Thiên Chúa ẩn ngự trong phép thánh thể. Chúa phán với chúng ta từ ngai tòa thương xót: tất cả các con hãy đến cùng Cha. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 41 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.